Hello, xin chào các bạn. Hôm nay gia đình Alex đi vào đi đi chùa Nepal bằng Pháp nên Alex cho bảo yêu đi xây cầm phá và Alex và Phạm đón con và bà Phạm đi chùa Nepal tại Pháp này. Alex mời tất cả các bạn coi video với gia đình Alex nhé. Ça fait plus, oui, comme tu dis, Myanmar ou Népal, quelque chose comme ça. Alors, tu mets pas de deux pailles, hein? Cái này giống Myanmar đồ gì á bà, chứ không phải Thái Lan, cũng không phải Việt Nam. Pan à, chùa kiến trúc cũng đẹp chánh ha. Xưa chở ngoại đi mấy chùa đồ nước pha chỗ Pháp nhà chùa. Đây đó, đi em nó đi trước kìa. Đi em nó đi chùa là nó mặc quần áo lịch sự, quần dài, áo dài rồi cả nhà. Này, quay ngoại nè. Đó. Cha vợ với con rể nè. Đó là 1 2 3. À, anh cũng lần đầu đi cái đây hả? Ấy, lần đầu anh không biết. Chắc không phải của Việt Nam đâu. À, lắc cờ nãy giống như Nepal á, Nepal chiếu sầu tiếng Việt. Cũng Nepal. Cũng Nepal á. Ừ. Ok, giống như nước Nepal nữa. Ừ. Mày đi đâu không mở cho vô tham quan ha? À, nó có lên mà, à, lên được á. Có vô được á. Được, vô. Đấy, chắc thử. Phải chắc chắn á, cho vô á. Có thử. Phải chắc chắn cho vô. Có thử á. Đây là một con trùng sống dậu, không phải sụp đuối bình thường. Cái tử vậy? Trung Quốc có một tên mà anh quen nữa. Kỳ Linh nữa. Kỳ Lân. Kỳ Lân nữa. À, Kỳ Lân. Kỳ Lân. Ông Kỳ Linh nữa, ông nhớ lại Kỳ Linh hơn Kỳ Lân. Tham quan mà. Phải mua ví. Việt Nam ở Lyon thì đi vô thoải mái à. Bữa trước mình đi á. Lấy phải trả tiền. Cái đây phải trả tiền á. Phải mua ví mới cho vô. Không phải chúa Việt Nam đâu. Chúa Việt Nam miễn phí. Mà người ta muốn lấy tiền thôi. Có giấy mới đi, sao con? Được. Oui, allez, wow. C'est pas comme ça là-bas. Ah, bây giờ lên trên cao nhìn xuống nè. Cái đây là thôi à, ba không được anh đi này. Mình biết kiểu chân đấy không? Hả? 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 Sao con? Sao con? Đi em dẫn mày đi tham quan. Có chung, có chung. Em cẩn thận á. Nào đi xuống, đi lại đây nè. Này. Không có. Đây người ta, dưới đây người ta đọc Phật ha. Kinh Phật nè. Có kinh Phật.
cũng giống như Việt Nam thôi mẹ, phải cũng Phật giáo thôi, cũng tôn giáo cũng tu cũng vậy thôi. Ở trên trần này, ở trên trần đi người ta kiến trúc người ta hơi đẹp anh ha, được quá ha, xây cái la phong đẹp chứ. Này cái này cũng hay á, này con này cái kính tròn nhìn ra bên ngoài được á. Được á. Cũng hay á. Thì Việt Nam ở Lyon khác nhau, sẽ đẹp hơn. Ở đây mới có mấy cái cổng, cái cửa tròn chụp hình đẹp á. Mà cái này nó hay, nó kiểu kiến trúc người ta làm cầu kỳ hơn hai ba ha, đúng không? Hoa văn màu mì hơn á. Bữa trên chùa đi ông mà con cũng lên mà không phải vậy. Chùa Việt Nam mình nó khác. Cái đây không phải Việt Nam hả? Chứ là nước gì? Nepal, không phải Việt Nam hả? Hồi nãy con nói chuyện với bà đó nói sao? Bà nói nói nhiều. Cái gì là cái đây hả? Có nói Li Anh như thế nào? Bà đó nói Li Anh như hả? Nói Li Anh giỏi hả? Không được xin kẹo đâu. Không được xin kẹo đâu hả? Tới đây là không được xin kẹo hả? Hồi nãy bà má bà hỏi bà có thích không? Đi vào có thích không? Đi tham quan gì có thích không? Thì cho biết chỗ kia chỗ nọ chứ. Đi đã rồi á. Mình xuống rồi vậy. Xuống rồi đi, con xuống từ từ. Ok. Hai cha con thấy cái gì cũng nhìn hết á. Không. Nén ấm. Thôi cái chuông đây nãy nó quay mà giờ nó không có quay. Hả? Mình quay đâu? Sao quay vô quay được? Anh vô anh quay á. Anh lết vô quay. À bóng vô quay được hả? Sao quay? Xe bà.
Ngoài vô quay kìa. Liam cho tôi nè, cái quay nè Liam. Wow, đó ngoài quay đó. Ngoài quay. Nó không kêu. Không mình đúng rồi. Nằm mình không. Đâu cầu xin này, cái đây là cái chuông để cầu xin cái gì thì mình đi một vòng. Trong kinh tế này mình xin gì cho xin không cho. Không được nói mà xin gì cho con á. Nhà mẹ tròn con vuông. Thương ông ngoại quá hả? Thương ngoại quá, nó chui tới ngoại luôn. Sao ông ngoại muốn mình quên rồi vậy? Em lại làm cái này. Cao quá hả? Để anh ấm nữa rồi. Cái đang cười. Nông đây má ba làm hay chứ? Cho hơi có gió nổ làm hay chứ? Wow. Này tất cả cái nhà đây luôn. Ừ. Nhà luôn. Nặng ngông đi á. Ba chiều Liam dữ vậy? Ở sau đây cái khuôn viên đây là nhà luôn hả ta? Chắc là nhà ở hả? Liam nó quay mấy cái đây vòng vòng luôn. Liam nó quay hết đây đây nó quay vòng vòng luôn vậy. À. Mà cái đây nhà ở hay gì ta hả? Nó một vòng được hay con? À, Lê bây giờ đi xuống đường đây á. Đang gì chắc đang lùng của con nữa. Không phải đâu, bằng giấy bằng giấy thôi. Giấy á. Giờ mình đi về thôi. Ok, xong rồi các bạn. Mình mới đi này đi qua Nepal này. Xong rồi các bạn. Mình mới đi vào xem cái qua Nepal này. Và vô đi về nhà. Nóng quá. Nóng sợ cháy già. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình. Và viết trong bình luận á. Ở bên nhà qua bạn cô chúa như thế nào, tại nếu ở Thái thì nơi cô chúa như thế nào, tại có nhiều chùa Nepal, chùa Việt Nam, Thái Lan gì có nhiều lắm. Và khi người ở Việt Nam thì nói cho mình biết có bao giờ đi chùa Nepal chưa. Ok, cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video tiếp theo.